Có nhiều xe? Dạ ít ạ. Mấy chiếc? Mới có chiếc ạ, đang tính mua chiếc nữa mà chưa mua. Sao anh, bây giờ mình có bạn gái mình lấy vợ là mình mua luôn chiếc đúng nữa rồi. Dạ đúng rồi ạ. Vợ điều hành chiếc, chồng điều hành chiếc. Cho vừa lái luôn nữa. Mời nhà gái. Mời nhà trai. Hai ngồi đi em trai. Dạ. Cảm ơn chồng. Hai. Xin mời nhà gái giới thiệu trước nè. Em xin chào anh Quyền Linh. Xin chào MC Ngọc Lan. Em tên Lê Thị My. Năm nay em 40 tuổi. Em đến từ Nha Trang. Em làm nghề uống tóc. Từ Nha Trang vào thành phố Hồ Chí Minh hả My hả? Dạ đúng rồi anh. Dạ. Rồi, mời nhà trai. Chào chương trình Bạn Muốn Hò. Chào anh Quyền Linh. Chào chị Ngọc Lan. Chào quý khán giả. Và chào bạn gái bên kia. Em tên Đỗ Văn Quyên. Năm nay là 46 tuổi. Quê gốc là Nghệ An. Mà hiện đang ở Bình Dương. Công việc chính là chủ doanh nghiệp vận tải. Công ty có nhiều xe? Dạ ít ạ. Mấy chiếc? Mới có chiếc ạ, đang tính mua chiếc nữa mà chưa mua. Sao anh, bây giờ mình có bạn gái mình lấy vợ là mình mua luôn chiếc đúng nữa rồi. Dạ đúng rồi ạ. Vợ điều hành chiếc, chồng điều hành chiếc. Cho vừa lái luôn ạ. Em hơi tò mò chút xíu là không biết là tình trường của mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi chị? Đã đổ vỡ trong hôn nhân. Kết hôn được 9 năm thì con gái được 9 tuổi. Thì chia tay cách đây 2 năm rồi. Lý do chia tay là do chồng cờ bạc cho nên là mình không chịu nổi nữa cho nên là chia tay rồi. Quyên, em nói cho nhà gái biết đi, đường tình duyên mình sao? Dạ em thì cũng như bạn bên đó cũng đổ vỡ một lần. Hai lần rồi chứ không phải một lần. Thì lần đầu tiên thì cũng là năm 2018 2008 á, thì hai vợ chồng cũng hồi đó còn trẻ quá và suy nghĩ cũng chưa được chín chắn, kinh tế cũng kém cho nên là hai vợ chồng cũng có khúc mắc rồi đến dẫn đến chia tay. Thì cũng có hai đứa con, một đứa thì 18 tuổi thì hiện tại đang ở với em ở ngoài bà nội, bé gái thì đang ở với bà ngoại. Sau đó thì đến năm 2013 thì em thành lập công ty vận tải đấy. Thì đến 2017 thì là có gặp một người vợ ở Bình Dương, thì gặp có 20 ngày thôi, thì lúc đó cũng nghĩ là tuổi lớn rồi thì cũng muốn ổn định gia đình rồi, cũng có xin cưới hỏi đàng hoàng. Thì sau một thời gian chung sống thì mọi sự nó thay đổi nhiều quá, tức là khi người ta nói thì người ta nói một đường mà người ta làm một nẻo mà suốt như thế. Thì sau này thì cũng gặp dịch bệnh rồi, với lại thứ hai nữa là cũng môi trường đi làm việc thì cũng là toàn nam không. Lỡ hai lần đó. Dạ, nhưng mà vừa sau thì không có con. Dạ. Vợ đầu là có con thôi. Dạ đúng rồi. Em có những ưu điểm khuyết điểm gì Quyên? Thường thì em thích đi làm từ thiện với lại đi chùa làm công quả, hay giúp đỡ người khác. Ưu điểm thì mạnh thì là tự tin với lại thật thà, để tự lập. Xấu thì như ngày trước thì hay tự ái, lòng tự ái cao quá. Có khi bạn đến ngồi nhậu hay là ngồi chơi mà nói chuyện mà kiểu như mà nó chạm tự ái của mình thì mình đứng dậy mình về, nhưng mà sau này thì thấy như thế là xấu thì bỏ cũng được 80%. Chị My, cái ưu điểm của chị là gì? Dạ ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, tự lập, có chí cầu tiến. Khuyết điểm của chị là chị hay nóng tính với lại hay gan. Càng ạ. Bên bên kia thì hơi tự ái nữa mà bên đây nóng tính với gan là nhờ hơi nóng mệt. Tính. Họ ghen nhiều anh Quỳnh Linh. Dạ, thì trường hợp anh à. Nhà trai thấy nhà gái rất là hiền luôn á. Dạ. Nhưng mà em nóng tính là em dạ, nhất không. Làm gì? Ấy là nóng tính nghĩa là em thích người khác làm theo cái ý của mình gì đó chứ không phải là Dạ. Em có đủ tự tin để đem lại cái sự yên bình ấm áp cho nhà gái, không để cho nhà gái ghen không? Dạ thật ra thì em thì con người rất là đàng hoàng, trung tình. Cái điều đó là điều em khẳng định. Tức là mình không làm cho người phụ nữ phải trao đảo hay là suy nghĩ về mình về cái gì cũng rõ ràng. Trung tình hay không á là ở cái chỗ ví dụ như có một bóng hồng đi tới ve vãn mình, mình có mạnh dạn từ chối người ta hay không? Dạ từ xưa giờ chưa có ai đến như thế cho nên cũng chưa biết, mà giờ đến chắc không đến đâu. Sao cho có điện thoại tức là người ta trung tình rồi đó. Giấu gì điện thoại rồi. Nhiều khi là hả em hồng không có lưu em hồng mà lưu anh ba rồi làm sao biết được. Để đi coi nhà trai sao. Chào chị Lan. Anh chị ơi, em thấy anh được lắm á chị, nhìn anh rất là chân chất. Em mong muốn cái người vợ tương lai của em là người như thế nào? Em cũng thích một người là hiền một chút, đừng có dữ quá. Hiền bên kia có hiền. Dạ hiền. Thì nếu mà xinh xinh được thì càng tốt. Bên đây là dư sinh luôn. Da sẵn trắng nữa thì càng tốt nữa. Trắng có trắng. Trắng luôn. Công dung ngôn hành nữa càng tốt nữa. Bên kia có đó. Bên đây là nấu ăn rồi ca hát rồi được hết. Vậy giống có giống chị Hằng không vậy chị hả? Để em làm chút quỳ á. Trời ơi trời. Rồi em gái, theo em thì cái mẫu hình lý tưởng để em có thể hướng tới là gì? Dạ em người mẫu hình lý tưởng là giống như anh Quyền Linh là được ạ. Như Quyền Linh.
Khó à, cái này khó à. Không dễ à. Anh cũng bình thường thôi. Em không thích điều gì đàn ông hả em gái? Dạ em không thích là người đàn ông nhậu nhiều với lại cờ bạc đâu anh. Nhậu nhiều? Mấy ông xe tải thì nhậu dữ lắm à. Không, em thì một tháng cũng nhậu được 4-5 lần. Có thể là quá hơn. Trời quá đất anh ơi, một tháng 4-5 lần là quá trời nhiều. Nhậu có lầy không? Không, lầy thì không có lầy, nhưng mà có nhiều nhậu nhiều thôi. Thật ra cũng nên nhậu một chút. Dạ đúng nhưng rồi. Nhưng mà quan hệ ngoài giao thôi. Dạ, quan hệ nhậu phải kiểm soát thôi. Dạ. Chứ đàn ông ai không nhậu. Bây giờ mình xin ý kiến người nhà đi. Dạ. Ha. Chị ơi, chị đi với ai vậy chị? À, chị đi với bé cháu họ. Em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em tên Linh, cháu của dì. Dì em á thì rất là hiền và chăm chỉ làm ăn lắm, tiết kiệm rồi có hiếu. Nhưng mà giờ dì á thì chỉ còn con gái thôi, mà ông bà ngoại thì ba mẹ của dì thì mất hết rồi. Cho nên bây giờ dì lên đây á, dì cũng muốn kiếm một người đàn ông thật sự là thương yêu hai mẹ con, lo lắng chăm sóc, quan tâm. Dì á thì cũng hiền lắm, nhưng mà đôi khi á dì cũng cũng hơi chúng một chút xíu. Anh hứa với lại em với lại với dì, anh có làm được điều đó không? Được, cái đó thì dễ mà. Chắc cái đó chắn dễ. Nha, chắc chắn cái đó dễ. Dễ. Tại vì dì đã một lần như vậy rồi, dì cũng bị tổn thương nhiều lắm. Rồi còn Quyên đi với ai? Dạ con đi cô chú nuôi, rồi em gái, rồi bạn. Kính thưa là chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thưa hai MC là Dương Giang. Dạ. Và cuộc đời tôi hôm nay cũng rất là sung sướng được gần anh Nguyễn Linh và cô Ngọc Lan. Cái điều mà chú thấy ở đây hai cháu yêu cầu hình như là có sự là tương đồng và sự may mắn. Anh Quyên là quê ở Nghệ An, cô My là quê ở là Nha Trang. Yeah. Cùng là miền Trung. Yeah. Bắc miền Trung, Nam miền Trung và tôi là Trung miền Trung. Yeah. Đặc biệt cái chữ chung thủy con gái miền Trung. Yeah. Là số 1. Chú nhìn cháu My là chú thấy là cháu My thiếu. Thiếu ở đây là gì? Là tại vì cô chú nhìn thấy cháu My thì mới đủ hơn. Yeah. Chú mới nói mình chú nhìn thấy là thiếu đó. Yeah. Cho nên là thấy là cháu My á, biết nói dùng cái từ gì ta? Equalizer đi. Trong cái một trong bộ phận của dàn âm thanh, Equalizer là có một cái nút echo. Echo hả? Echo thì nói Việt Nam là ok. Ok, 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 ok. Ok là echo. Rồi, cảm ơn chú. Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ nhau để cảm nhận thêm chút xíu nữa, rồi mình sẽ đưa ra quyết định ha. Mở rào. Đấy, không gian này là của Quyên với My đó. Hai bạn cứ thoải mái đi. Hôm nay đến chương trình anh có món quà tặng em là cái giỏ sách. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. À, cảm ơn. Trời ơi, cái này là đúng đúng rồi mọi người ạ. À. Đang rất cần ạ. Giờ con em thì đang hiện tại đang ở với ai? Đang ở với em hả? Dạ, con em ở với em. À, em có gì hỏi anh không? Dạ, anh thấy em thế nào? Hiền, trắng. Dạ. Có trắng. Dạ, cảm ơn cũng, anh. Cũng xinh. Dạ, thấy anh cũng cũng hiền, dễ mến. À, ai nói vậy hết. Dạ. Em là làm tóc hả? Dạ, đúng rồi anh. À, theo em thì sống thử thì có ý nghĩa gì không? Dạ. Nếu như em với anh có cơ hội đến với nhau thì mình cứ tìm hiểu. Đúng rồi. À, một năm sau cũng được. Hiện giờ thì em ở Nha Trang. À, công việc em có tiệm ngoài đó, con gái cũng học ngoài đó. Thì anh ở Bình Dương thì mua lâu anh ra thăm em một lần hay là như thế nào? Nha Trang thì chắc cũng phải một tháng chỉ được một hoặc hai lần thôi. Chứ bởi vì công việc nó cũng không thể nào mà mình muốn mà đi được. Tại vì công việc của anh là công việc của khách hàng á. Mình làm theo người ta chứ không phải người ta làm theo mình. Nó không tự quyết định được. Thì có thể là một tháng một đến hai lần có được không? Nha Trang thì 500 cây đúng không? Thứ bảy đi, chủ nhật về được, vẫn được. Thì có thể sáng là cũng được. Tối về cũng được. Cũng có thể được 2-3 lần. Cái tình cảm có đủ mà để mà đi hay không? Có thể là một tuần một lần cũng nên đấy. Anh thì anh nghĩ nếu mà lấy nhau thì chắc cũng phải sinh một đứa. Em thấy sao? Con cái thì trời cho mà. À, thì nếu như... Tại vì cũng muốn gắn kết với nhau đó. Thì phải có đứa con thì nó sẽ gắn kết hơn. Mình chăm lo nó sẽ tốt hơn. Rồi ví dụ lấy nhau thì mình ở đâu? Ở đâu anh? Chắc ở Bình Dương em hả? À. Bình Dương thì anh thì hiện tại thì chưa có nhà, đang ở nhà thuê thôi. Nhưng mà nếu mà muốn thì em có thể vào đây rồi mình mướn mặt bằng mình làm được không? Dạ, ở Nha Trang thì mặt bằng em cũng mướn. À, dạ. Như thế thì đi được mà, không có vấn đề gì đúng không?
Rồi em phải hát tặng một ấy một bài nào đó rồi nói những cái lời gì đó cảm xúc của em tỏ tình anh. Đại loại như xong. Là mình tỏ tình đó à. Mình hãy cảm nhận đi chị. Hơi người yêu em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh, những phút thần tiên bên nhau lòng ngất ngây trào dâng trong lòng em đam mê cuồng say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em, kể vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình, mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói rằng anh yêu em. Yêu trên nhất trên đời. Và chỉ mình em thôi. Trong trái tim anh. Em có tin anh không? Mới gặp hỏi tin không? Có tin đi. Thì tin thì mới yêu được chứ không tin khó yêu. Đến với chương trình thì ai cũng muốn làm, muốn có một cái gia đình thực sự luôn, gia đình chứ còn mà nếu mà đến để mà quen biết thì chắc là cũng dễ, ngoài đường thiếu gì, nhưng mà quen để mà đến với nhau mà vun đắp gia đình sau này phải nói sự chân tình. Nếu mà em mà đồng ý thì sẽ bấm nút với anh thì sẽ cố gắng chăm sóc. Tỏ tình nghe hết hay lắm rồi. Xong rồi. Dạ hay rồi. Rồi đây anh, thầy cứ ngồi đi. Phải quyết định cho kỹ nha. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Như vậy chúng ta có thể nắm tay nhau. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Thường không có bộc lộ cảm xúc nhiều, nhưng mà thực ra là trong lòng của em vẫn có quan tâm, nhưng mà mình cứ giấu giếm cái người đàn ông ta không biết. Nhưng mà khi mà em đã thương rồi là kiểu như là đuổi em đi em cũng không đi luôn á. Muốn ăn cua biển, gặp ngay Hoàng Tính Cà Mau sẽ có một con cua biển ngon, con cua biển chất lượng, hàng bao ăn. Các bạn ăn mà lỡ bị ốp không thịt, tính đền tiền lại hoặc đền bù một con cua khác giống như gì để cho các bạn khỏi có mất tiền mà yên tâm sử dụng cái hàng hóa của Tính hiện tại đang làm. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi anh trai. Mời nhà gái. Trời, ngon ngon. Phải vậy mới được chứ anh. Trời ơi, em là hơi mạnh vậy mới được. Hả? Cua là mới được chứ. Bên kia làm rộn ràng quá. Ngon ngon nha. Cái gì vậy? Có quà cho nhà gái. Hả? Có quà, quà đặc biệt. Hello chị Lan. Dạ. Thôi để mình đi về chỗ của mình giới thiệu nè. Thôi giờ mình giới thiệu cho nhà gái nghe luôn đi em trai. Dạ, lời nói đầu tiên thì mến chào chương trình. Tôi tên là Phạm Trung Tính. Năm nay tôi 34 tuổi. Và hiện tôi đang làm nghề kinh doanh cua online. Đặc biệt cua biển thôi, các loại cua biển. Rồi mình bán cua từ lúc nào vậy em? Em này em làm nghề cua này hôm nay được 4 năm rồi anh Linh. 4 năm bán cua hả? Vâng. Cua giờ nhiêu ký? Dạ hiện tại thì nó có rất là nhiều loại. Nhưng mà hiện tại loại như trên gỗ này á thì nó 370 và một loại 450. Ừ. Anh mua còn giảm giá nhiêu? Anh nếu anh mua thì có thể là em tặng anh ăn lấy vị. Trời ơi. Chứ em không dám bán cho anh Linh. Thôi mua một con tặng con. Mua một con tặng con. Dạ. Mua hết lỗ rồi, lấy hết lỗ. Dạ, cảm ơn anh. Ok. Em bán cua nhưng mà quê em đâu vậy? Dạ, quê Tính hiện tại là ở Cà Mau. Cà Mau luôn? Vâng. Là em bán ở đâu? Trước dịch đó thì em có một cái cửa hàng nhỏ nhỏ ở 194 Lã Xuyên Oai. À. Nhưng mà sau dịch bệnh 3 tháng mấy 4 tháng này cho nên em trả mặt bằng rồi. Hiện tại thì em cũng đang dự toán làm trở lại. Ừ. Dạ. Hồi xưa em học gì ra Tính? Trước đây em học cao đẳng quản trị kinh doanh, tốt nghiệp 2011. Vậy cũng được, thành ra dạ. Kinh doanh tốt chứ. Nhà gái thấy ngon chưa? Nhà gái thấy ngon đấy. Chưa dĩ chân là thấy vui vẻ rồi đó. Trời, tôi thấy trời em là số 1 luôn á chị. Đó, trời vậy ơi, rồi. Trời. Thôi bây giờ tới nhà gái giới thiệu nè. Dạ, đầu tiên em xin chào chị Ngọc Lan, anh Quỳnh Linh và tất cả mọi người. Thì em là Phạm Thị Bích Linh, em tới từ Đồng Nai. Hiện tại thì em đang làm phân tích số liệu cho công ty phần mềm ở quận nhất. Ưu điểm khuyết điểm của nhà gái là gì? Dạ, tính ưu điểm của em là tính em độc lập và thẳng thắn. Cái cử chỉ làm việc của em thì lại rất là nhẹ nhàng, dễ thương. Nhẹ nhàng thì đúng rồi đó. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm thì em thường không có bộc lộ cảm xúc nhiều,
Nhưng mà thực ra là trong lòng của em vẫn có quan tâm, nhưng mà... Cái đó đôi khi là cái dở của phụ nữ đó. Tức là mình muốn yêu một người, mình muốn thương, một chăm sóc người như mình, không có thể bộc lộ. Mình cứ giấu giếm cái người đàn ông ta không biết. Nhưng mà khi mà em đã thương rồi là kiểu như là đuổi em đi, em cũng không đi luôn á. Vậy đó hả? Dạ. Quyết liệt vậy đó hả? Dạ, quyết liệt luôn hả? Dạ. Không, cái đó được đó. Cái đó đúng là cảm xúc vô tận luôn á. Em nghe em cũng muốn gắt tim luôn anh. Gắt tim. Ưu điểm, khuyết điểm của Tính là gì? Nói cho Liên nghe đi Tính. Dạ, về ưu điểm của Tính thì rất là biết kính trọng tất cả, từ người lớn tới người nhỏ. Còn khuyết điểm thì có hút thuốc và có uống miếng rượu, bia. Nhà gái, nhà trai hút thuốc và chịu được không? Dạ, thì em cũng cho phép việc hút thuốc với uống rượu là liên quan tới công việc làm ăn. Còn về nhà thì nên quan tâm chăm sóc nhà cửa, không nên hút thuốc và uống rượu ở nhà. Dạ, cảm ơn em nhiều. Rồi, tình trường sao? Về tình trường thì em có một mối tình đã chia tay hôm năm nay nữa là 8 năm. Mối đó yêu mấy năm? Dạ, 2 năm rưỡi. Nhưng mà lý do sao mình chia tay? Tại vì thì lúc quen thì lớn nhỏ 3 tuổi, về ba má không chịu, thì hai đứa chia tay. Ba má không chịu nhưng mà em có chịu không? Em chịu nhưng mà em cũng phải nghe theo lời ba má. Ba má nói lớn hơn 3 tuổi, nghèo chết. Trời đất ơi. Cái đầu em thấy gì thôi, nghe lời. Vậy em đâu thương người ta đâu. Thương nhiều anh. Em thương sao em không thuyết phục ba má? Em cố gắng thuyết phục nhưng mà ba má không có chịu. Bỏ qua nữa kìa. Nha chào chị. Ủa rồi lỡ mai mốt người quen người ta rồi cái ba má nói ba má không ưng người ta vì không hợp tuổi rồi sao? Không, lúc đó em còn nhỏ nè, em chưa lập trường đủ. Thì em, dạ, còn hiện tại bây giờ em rất là lớn, em đang muốn tìm một người vợ thật xứng đáng đó, để em cưới. Vậy làm sao? Vợ 8 năm qua không tìm mà giờ mới tìm? Dạ, 8 năm qua cũng có tìm hiểu nhưng mà không phù hợp. Xui. Dạ đúng. Xui rồi. Xui đúng không? Dạ. 8 năm qua tao bận bán cua. Cũng gán lo kiếm tiền chứ. Có tiền tao mới cưới vợ chứ. Chứ bây giờ chị nghĩ không có tiền đâu làm được gì đâu. Đúng rồi. Không lẽ giờ đi cưới dạ, vợ. Em nói thiệt mà. Rồi còn nhà gái mình sao nè, tình trường mình sao nè? Dạ, trước giờ thì em có 2 mối tình nhưng mà nó cũng không có kéo dài được quá 6 tháng. Một mối tình đó là từ hồi mà em còn là sinh viên. Mối tình thứ hai là khi mới bắt đầu đi làm. Thì cả hai lần đó là đều là kiểu giống như em có thiện cảm với người ta rồi em lân la lại bật đèn xanh cho người ta vậy đó. Nhưng mà không kéo dài hơn 6 tháng. Lý do tại sao mà chỉ 6 tháng thôi rồi chia tay? Em chỉ nhận được câu trả lời là không có hợp thôi. Rồi bao lâu rồi mình chưa yêu lại? Dạ chắc từ hồi 2015 tới giờ á. Trời ơi 6 năm rồi. Nói chung là hai bạn cũng vắn yêu lâu lắm rồi đó. Bây giờ mình yêu lại một cái chắc mình yêu lại cái đi ha. Thôi bây giờ thì mẫu hình lý tưởng của nhà gái làm sao nè? Dạ mẫu hình lý tưởng của em thì ngoại hình là cao hơn em chút xíu thôi là được rồi. Có năng tập thể dục thể thao. Tính cách á, thì vui vẻ hòa đồng. Phải có ý kiến riêng của mình và biết bảo vệ ý kiến của mình. Thấy bên kia có đáp ứng được không? Dạ được. Dạ được. Bao nhiêu phần trăm nói cho tao biết luôn? 95%. 95%. Ngon. Trời ơi. Không, em nói thật mà. Tự tin ghê không? Mạnh. Rồi, 95% luôn á. Còn nhà trai, mình muốn mẫu hình lý tưởng thế nào? Em thì người phụ nữ đẹp em không cần. Tại vì những người phụ nữ xấu thường thường mà khi đã thành đạt giàu có rồi á, tự động người ta đẹp lên. Bảo đảm nhanh luôn. Bây giờ nói phụ nữ xấu. Phụ nữ nào cũng có thể đẹp hết á. Vấn đề là ta chưa biết làm đẹp thôi. Dạ đúng rồi. Không? Còn cái mẫu người hiện tại em đang cần là một người phụ nữ của gia đình. Một người biết vun vén cho gia đình. Biết lắng nghe và biết phụ giúp những người mình yêu thương. Để vượt qua cái công việc cho nó thật tốt. Để kiếm thật nhiều tiền. Vậy thôi. Bạn bên kia là một con người của gia đình đó. Dạ. Nhận xét ở bên đây là nhẹ nhàng nè. Hồi nãy bên kia nói là không có cần xinh đẹp. Nhưng mà nói thiệt nha, bên đây xinh đẹp là có thừa. Dạ. Cảm đó. Ơn chị. Rồi nữ công gia nữ công gia chánh được không? Nữ công gia chánh được. Dạ được anh chị. Được được. Dạ. Được. Nữ công gia chánh ta được luôn. Đó. Hả? Ai cũng nói nhiều khi nữ công gia chánh được nhưng biết làm món gì. Tôi thí dụ giờ làm cua là làm được mấy món. Nữ công gia chánh là thường là mình sẽ làm những cái việc nội trợ món ăn hàng ngày. Thí dụ giờ tôi nói cua nè, làm được mấy món thử. Hồi xưa giờ người ta ăn cua, ta ra tiệm người ta ăn không hả? Tất nhiên là không làm được món ào đúng không? Chứ cua... Không, em có làm được món cua hấp chứ. Cua hấp? Dạ. Vậy tôi thấy ổn á. Cặp đôi là ổn đó. Bây giờ nhà gái đi với ai nè, cho tôi biết coi. Bây giờ nhà gái, mình đi với ai vậy cưng? Dạ em đi với một bạn ở chung với em ở trên này ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Dạ, em chào anh Tín ạ. Anh chị của em rất là hiền lành và dễ thương. Vâng, cảm ơn. Em thấy anh rất là vui tính. Nói chung là em hy vọng là hai anh chị sẽ có cơ hội tìm hiểu nhau. Cảm ơn em nhiều. Thương mại là phải vui chứ em. Phải nói chuyện mới bán được hàng. Đúng vậy.
Nè bây giờ ví dụ như anh đang tư vấn khách hàng, anh cầm cua lên tư vấn khách hàng để anh bán được hai cua này đi. Các bạn, nếu mà thật sự muốn ăn cua biển, gặp ngay Hoàng Tính Cà Mau sẽ có một con cua biển ngon, con cua biển chất lượng, hàng bao ăn. Các bạn ăn mà lỡ bị ốp không thịt, tính đền tiền lại hoặc đền bù một con cua khác giống như gì để cho các bạn khỏi có mất tiền mà yên tâm sử dụng cái hàng hóa của Tính hiện tại đang làm. À, còn đối với một cái con cua gạch, là cái con này nó rất là đầy gạch các bạn. Các bạn thấy không? Nè, gạch nó lòa tới đây luôn. Mình thấy đỏ đỏ hồng hồng không chị? Cả. Hôm nay đi kiếm vợ hay bán cua? Dạ hôm nay thì em thật sự đi kiếm vợ. Dạ. Ô, em có duyên cái sợ luôn. Trời ơi, em mà có duyên hả chị? Dễ thương quá. Nam đi với ai Tính? Em đi với em gái. Em gái bà con hay em gái ruột? Em gái này là em gái xã hội, nhưng mà thật ra là em lúc bạn mới lên Sài Gòn á, bạn gặp em, nói chung là anh em cũng giúp đỡ cùng nhau trong công việc đó, rồi đến ngày hôm nay cũng rất là quý nó thì mới gọi nó lên đây đi cùng em đồng hành. Dạ em xin chào chương trình, em chào ông Mai bà mối, em chào chị. Em cũng giới thiệu đôi chút về anh Tính, là anh Tính nhà em rất là hiền và có ý chí làm ăn. Anh cũng đến tuổi muốn tìm một nửa của mình. Em cũng mong là chị sẽ ấn nút và anh với chị sẽ cho nhau một cơ hội và mình có thời gian tìm hiểu và mình đi tới hôn nhân. Dạ, em xin hết. Kéo rào tặng cua xong mình hát tặng bạn gái luôn nha. Ok. Dạ. Cảm ơn em, chào em. Hôm nay đến đây anh có một món quà tặng cho em. Và có hai con cua tặng để em ăn lấy vị, biết được cái khẩu vị của cua Cà Mau và người Cà Mau. Hát Cà Mau luôn, Tính. Dạ, dạ đúng rồi. Nghe anh nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bán đồ Việt Nam, ngày chi đường xa không tới, về đây nói với nhau mấy lời. Suối mai chèo sông đông đốc, đêm trắng kim tới chợ Cà Mau, xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Về cây nước đầm dơi nghe ai hát du câu ơ hời, thương em đừng để duyên lỡ thời, tội nghiệp ghê nghe sắc xe con tim. Chừng nào về năm căn nhớ nhau qua lại cũng gần, một lần về U Minh nghe mũi kêu nhớ rừng Cà Mau. Em đứng mình nên một hương, duyên dáng mời khách là ngàn phương, Cà Mau mặc thêm màu mới, về Cà Mau là thấy thương anh rồi. Em có đem theo một cái cây mà em đã chăm sóc nó từ nhỏ. Rồi em xin tặng anh. Anh sẽ cố gắng để chăm sóc để cho cây này nó tươi tốt hơn và nó sẽ lớn lên, giống như tình yêu của tình cảm của hai đứa mình, nó sẽ phát triển dần dần, sẽ thật mạnh lên. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Rồi. Rồi vị trí đi em. Hôm nay anh sẽ dành cho em hỏi tất cả về anh. Anh sẽ trả lời cho em. Em là người cũng hay tập thể dục thể thao á, thì em có hỏi là anh có theo bộ môn nào không? Được, em thì thể dục thể thao nói chung là đó giờ anh không tập, nhưng mà cơ bắp lắm. Anh nói thiệt, mạnh lắm. Như vừa nãy em nói á, là thường là em không có hay thể hiện cảm xúc của mình á, thì anh thấy có vấn đề gì với một người như vậy không? Ok em, không sao. Thì nói chung là ví dụ như mình tìm hiểu nhau, quen biết nhau, thì anh làm bất cứ một cái công việc gì hay vấn đề gì anh cũng trao đổi với em, là đó là một cái sự tôn trọng lẫn nhau, hỏi ý kiến nhau. À, có vấn đề gì đó thì anh chưa hiểu về em thì anh cũng phải hỏi để anh biết, cho nhiều khi em không bày tỏ thì anh cũng phải hỏi tới thôi. Dạ. Cái tính của anh khi mà bởi vì anh là người kinh doanh á, với lại anh làm chủ nữa, thì em lo lắng là không biết là anh có gia trưởng hay không. Cái vấn đề gia trưởng là thật sự là một người đàn ông khó khăn về công việc bên ngoài, còn về gia đình của mình là mình phải vun quén lo lắm, dung đắp cho gia đình mình nó hạnh phúc lên, không gia trưởng. Gia trưởng với người bên ngoài, không gia trưởng với người bên trong. Còn gì nữa không em? Nếu như mà có quen nhau thiệt á, thì anh dự định là mình sẽ gặp nhau và kết nối như thế nào? Theo em thì khoảng một tuần gặp em được mấy lần? Một tuần thì em nghĩ là gặp một lần cũng được. Một lần. Công việc của em hiện tại em đang ở tại Đồng Nai luôn? Hay dạ, là ở trong Sài Gòn này? Đang ở Sài Gòn. Sài Gòn em ở quận mấy? Em ở quận Tân Bình. Ok, chở anh đi lên Tân Bình. Thì cũng gần quá, chẳng khoảng 15-20 cây từ chỗ anh lên. Tại vì hiện tại anh đang ở Lò Lưu, quận 9. Nói thật sự công việc của em, nếu mà có rảnh thời gian thì mỗi chiều anh đều rảnh buổi tối, anh có thể chở em đi ăn, đi uống,
và mình nói chuyện nhiều hơn, tìm hiểu về nhau, biết nhiều hơn. Anh mong hôm nay hai đứa mình sẽ cho nhau một cơ hội. Nếu em không cho, anh cũng vẫn cho em một cơ hội bình thường. Cơ hội của em là gì? Cho cơ hội là cơ hội hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau. Nhưng mà giờ nè, khoảng bao lâu thì em hỏi khoảng bao lâu người ta đồng ý em bước tới, mà em bao lâu thì em có thể lấy vợ được? Em này em nói thật luôn, nếu mà thật sự mà bạn nữ thật sự yêu thương với nhau, tình cảm nó phát triển tốt, có thể là gai duyên này, gai duyên tức là gai duyên âm lịch á, là mình có thể tổ chức mình cưới nhau. Ok, bất cứ giờ nào em cưới giờ đó. Ok là ok làm đến. Cứ bất kể giờ nào luôn, em muốn giờ nào cưới giờ đó luôn. À, cưới rồi không có vấn đề gì hết. Khoảng bao lâu thì em có thể đồng ý cho nhà trai bước tới? Em thì không có vội như vậy. Em thì nghĩ là khoảng thời gian 6 tháng thì mới có như là tạm đủ để có thể tìm hiểu được này kia. Ok, đàn cũng... trai sẽ cố gắng chinh phục làm sao để qua ra duyên anh cưới em luôn. Cũng rất là hay. Chưa? Ok. Tình cảm không ai biết trước được đâu. Rồi anh sẽ hỏi em thêm một câu nữa. Em dạ. Có chịu cực khổ trong cuộc sống nhiều được không? Đối với em á, thì cái việc mà có khó mà nó việc khó mà nhiều á thì mình cứ chia nhỏ nó ra rồi mình giải quyết từ từ cảm từ ơn em là hiểu. Được hết. Hay. Rồi. Chúng ta sẽ tiến tới quyết định thôi. Quyền quyết định là của các bạn. Nếu chúng ta thấy đủ duyên, đủ rung động, hãy cho mình cơ hội bấm ngay cái nút đó. Còn thấy chưa đúng, chưa đủ, không cần bấm. Vậy cho nó khỏe. 1 2 3 Hết thời gian. Cảm ơn anh. Anh chịu tính em mới tính. Dạ. Em đâu sao đâu, em vui vẻ mà, không có vấn đề hết. Ok. Anh hỏi chút xíu về con gái. Dạ. Lý do tại sao em lại không bấm? Dạ em có cảm giác bị ngột á anh. Cái không khí của anh nó bùng nổ xung quanh quá. Sao cái em cảm giác em bị ngợp. Anh hiểu với em, có hai cái điều mà chúng ta ngợp. Nhưng ở đây một cái sự ngợp là gì? Bạn ấy có thể nói nhiều chút xíu, bạn ấy có thể gọi là làm chủ cái không gian này chút xíu, nhưng mà đó là sự chân tình từ bạn ấy ra. Anh thấy được điều đó. Dạ em cũng thấy anh ấy rất là có gì nói chuyện cũng vui vẻ. Nhưng mà em chưa có gọi bản thân vô được những cái vùng không gian mà nó vui vẻ như vậy. Nếu như mà cảm thấy là có một cái điều gì đó thì sau chương trình mình vẫn có số điện thoại của nhau mà, rồi sau đó chúng ta tìm hiểu sau cũng được. Tốt và tích cực trong cuộc sống của mình rất là nhiều, nên là em hy vọng là anh sẽ đọc cuốn sách và cũng cảm nhận được những điều tốt đẹp và tích cực trong cuốn sách mang đến cho anh. Kiên trì lại từ đầu. Dạ. Vừa khó lần ba. Nếu mà nói về thì em muốn hỏi anh là nếu mà tính cách của anh á thì anh có thể mô tả một chút xíu về tính cách của anh cho em hiểu được không ạ? Tính cách của anh thì cũng giống như bao nhiêu người đàn ông khác thôi. Dạ. Anh sợ chờ đợi. Và cái bản chất công việc của anh là nhanh gọn lẹ nữa. Và anh đã 20 năm làm việc như vậy rồi, liên tục rồi. Dạ. Thì anh nếu mà được mong muốn thì anh muốn em là nhanh chút, đừng để em chờ lâu quá. Nhanh là khoảng bao lâu ạ? Thì tùy theo cái cảm xúc của mình thôi em ạ. Dạ. Muốn nhanh, muốn chậm cũng không được, mà muốn nhanh. Nó cũng còn nghĩ cho người kia. Thật ra theo anh nó thấy là người nữ đó mà thích. Một cái người mà to quá đi cũng được, đứng lên cũng nổi. Thật ra là cả cái buổi thanh xuân rồi đây, để hy sinh cũng khó. Hay là thôi mình đừng cắt ra nha. Em nhận lỗi của em mà. Tất cả những ký ức là lỗi của em. Người kia không có lỗi gì. Thì có lẽ thôi không có duyên nào.
đây sao? Yêu cầu mong muốn một người yêu một người chồng tương lai của mình như thế nào? Về tính cách hả? Về mẫu hình lý tưởng nào đó mà em suy nghĩ? Nếu mà về tính cách thì em nghĩ chắc bị tật nguyền thì em không thể làm được những việc của người đàn ông bình thường làm được. Ví dụ boxing hay là chạy bộ chẳng hạn. Đơn giản hơn là đứng lên ngồi xuống em làm được. Thì người đàn ông bình thường làm được thì họ sẽ có động thái, họ chọn người đàn ông bình thường. Dạ. Dạ. Trong 70 ký lết không à? Dạ đúng rồi. Thành ra có con đúng rồi. Dạ đúng rồi. Mà người phụ nữ lấy chồng cũng cần có con đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi thế là chia tay. Dạ đúng rồi. Dạ. Đó là nghị lực của em để em giảm. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Bây giờ làm chuyện đàn ông được chưa? Dạ được rồi. Dạ đúng rồi, cũng có, đó là đương nhiên rồi. Nhưng mà nó cũng không qua áo quần thì có thể che được khuyết điểm đó. Nhưng mà từ tập đó thì nó sẽ... Muốn làm là bạn bè. Thì anh có đồng ý như vậy không? Nếu mà thực sự là, nếu mà em đang tìm hiểu mà không thực sự là không hợp á, thì mình vẫn có thể là bạn bè được, vẫn chia sẻ được. Không, không, cái này anh xin nói thẳng luôn. Quan điểm tình yêu của anh, một là tất cả, hai là không là gì cả. Chúng ta không quen được thì thôi. Thì nhà anh ấy ở thôi, đơn giản. Dạ, dạ em thông nhận quan điểm là vậy. Dạ em quan điểm. Rồi, bây giờ mình nói rõ hơn. Bây giờ thí dụ như kết hôn với nhau. Dạ. Thì ở đâu? Thì em ở Bình Dương mở với ai? Bình Dương thì hiện tại bây giờ thì em chưa có nhà đâu. Nhưng mà em... Thành phố Hồ Chí Minh có nhà không? Ở nhà thì nhà của Daddy đây. Còn em thì em sẽ thuê một cái chỗ nhà trọ để gần cái xe của em. Để em đi làm nó về, nó khỏi về. Bây giờ ba ở với ai? Ba thì ở với mẹ. Hết rồi đúng không? Dạ, ba còn em gái nữa. Em gái nữa? Dạ. Rồi em gái sẽ đi lấy chồng. Dạ đúng rồi. Đây, đây chồng nó luôn đây. Dạ. Rồi trong nhà có hai anh em thôi. Dạ đúng rồi, có hai anh em. Dạ. Ba mẹ với em. Dạ, dạ, dạ. Thì thật ra là em có ở, nếu mà kẹt quá về nhà ở được không? Ok mà. Ok không? Em nhà tất cả đều quan lên cái chuyện đó. Nhưng mà đôi khi em không thích cũng được. Thì anh cũng có thể là ở đâu thì khá là lo. Tại vì em thật sự là người kiểu như cũng tính hay lo á. Nên là nếu mà nhiều khi anh đi trên đường nhiều thì em cũng lo lắng nhiều. Nên là nói chung em hay tính, em hay lo lắm. Em hay không, em không hề ghen vấn đề về ghen. Tại vì em nghĩ là nếu mà người ta không chung thủy thì ở bất cứ trường hợp nào người ta cũng không chung thủy. Nhưng mà về vấn đề giống như là về di chuyển nhiều trên đường thì nó cũng có nhiều vấn đề. Em rất là lo lắng về vấn đề đó. Lo gì đó thôi đúng không? Dạ, em ghen thì em nghĩ đây cũng cần ghen thôi rồi đó. Dạ. Em biết chắc đây là con người nghị lực rồi. Dạ. Anh đã nói đến mức như thế thì em nghĩ không cần ghen. Lo dạ. Là đúng. Dạ. Nhưng mà thật ra lo là đi lái xe đường xa. Đúng rồi, đúng rồi. Anh Trí thì chỉ có lái xe giao hàng từ chỗ Bình Dương hả? Dạ đúng. Lái cắt lái đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Tới, dạ. Tới đây luôn xe gì? Xe tải. À, chạy xe tải. Dạ. Xe đầu kéo hay là xe tải nhỏ? Xe tải nặng. Tay bự nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Bằng lái là gì? FC. FC đó. Là xe tải đó thì cũng phải chạy nhanh lắm. Dạ. Còn phải xe cái đầu kéo này kia. Dạ, em chỉ lo lắng về cái vấn đề đó thôi. Vấn đề đó. Dạ. Nhưng mà trong bây giờ thành phố mình chạy chậm lắm em. Dạ. Kẹt xe không à? Không có chạy nhanh được đâu, có chạy nhanh cũng khó lắm. Dạ. Từ khi nào đi tỉnh thôi. Dạ. Anh sáng anh giao, chiều anh về, anh ghé nhà em, chở em lên Bình Dương. Xong buổi sáng mai anh chở em về nhà, cái chở xuống ra giao hàng. Anh giao hàng, cái giao em luôn. Đó. Dạ.
Trời ơi, bạch đáng quá. Để em nó dựa vô đây. Trời ơi, sao bự quá vậy? Rồi nằm đây nha con. Ơi, Trí sinh năm 84, làm online giảm cân và tài xế xe ở quận 9, hộ khẩu Gò Vấp. Lý lịch ngang nhà ta vậy? Nhà gái nghe rồi ạ. Bây giờ thì tới nhà gái giới thiệu cho mình. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan. Anh Quỳnh Linh. Xin chào. Và em chào bạn trai bên kia ạ. Và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Minh Sâm, năm nay em 34 tuổi. Em đang là sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Và em là một nhân viên văn phòng. Bạn Sâm hả? Dạ đúng rồi. Bạn Sâm 34 tuổi, nhân viên văn phòng, hiện đang làm việc tại Bình Dương à. Dạ, nghe Sâm, nghe Sâm là thấy khỏe rồi. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì Trí? Dạ thì em nghĩ thì ưu điểm của em có lẽ là kỷ luật. Kỷ luật. Kiên trì. Kiên trì là sao không hiểu, em làm cái quân đội vậy, kỷ luật rồi kiên trì nữa, mệnh lệnh này kia. Dạ thì khuyết điểm của em thì này có cái này có, một tháng anh có thể ăn cùng với em khoảng 5 lần. Ổn mà anh xả mà, cái anh có thể cháy với em 5 lần trong tháng về thực phẩm. Chúng ta hòa chung với nhau thực phẩm. Nhưng mà bình thường thì xin em là cho anh uống đồ ăn qua. Dạ. Bây giờ nè, tôi xả hết tháng chung em luôn, em ăn gì đó anh đó. Em muốn 170kg không? Thì ăn xong một tháng xong rồi em và anh cùng ăn kiêng giảm cân luôn á anh. Chết luôn á. Cái này chị Trang nha. Bây giờ, thôi bây giờ đồ ăn của ai nấy ăn đi. Chứ em đừng có để ảnh. Bây giờ mà ảnh mà xả ra một cái là ảnh trở về liền. Đúng không? Dạ. Đúng rồi, tại chỗ. Đúng rồi, dạ đúng rồi. Anh bỏ ra. Bỏ ra đi nữa. Dạ, em đồng ý, Nói chung là bỏ lên ăn chung. Dạ. Đúng rồi, đồ ăn rồi đó. Đúng, dạ đúng rồi. Gấp qua gấp lại được, nhưng em gấp qua cũng được, nhưng không được gấp qua. Dạ đúng, dạ đúng. Nhưng mà thật sự ra em ăn theo cái cách tại vì hiện tại em cũng dạ em cũng ăn theo chế độ, nói chung là bên em cũng ăn uống theo dạng kiểu heo thì chị em cũng không ăn quá nhiều. Đúng rồi. Dạ cũng ăn ít. Anh giờ chắc phải chuyển qua ăn khác quá ăn cháo không? Cái bắt đầu để ăn cháo không? Bí ơi, dạ uống rồi ăn cháo không kìa. Cháo rồi không? Ngọt quá. Thì cũng hy vọng mình cho nhau cơ hội. Dạ. Thì nói chung ở trên này thì cũng không có nhiều thời gian thì cũng chưa có hiểu hết về nhau. Thì nếu mà vậy thì mình cứ cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Nếu mà thực sự nếu mà hợp á thì tiến tới thì rất là tốt. Còn nếu mà không được thì mình vẫn... Em vẫn... Tốt ba. Thôi rồi. Thấy được chưa? Dạ. Anh tâm chưa? Rồi. Ok. Đi. Tới không? Mình cần cảm xúc và cảm nhận đúng không? Nắm tay nhau. Hãy nhìn thẳng vào lấy mắt nhau. Nhìn sâu vô mắt con. Còn gì đó. Đó. Rồi cảm nhận đi. Có thể hát một đoạn bài hát nào đó. Để đem cảm xúc cũng được. Ai? Giúp bạn hẹn. Anh trung quá. Vậy em hát một câu của bài Ước Gì. Đúng rồi. Dạ. Ước gì anh ở đây giờ này. Ước gì em gặp anh một lần. Em sẽ nói em luôn nhớ anh. Và em chỉ có anh thôi. Wow. Hát đi. Em có bao nhiêu tiền? Thôi cho em về lại, anh lấy luôn. Em chịu hết trọng. Đây. Con lấy xe con tập hát bài hai bài chơi vui chứ. Khô khan lắm anh ơi. Đây đưa lại. Rồi. Nhà trai ổn định chưa ạ? Ổn định. Mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chương trình. Chào MC, thằng đồng của em. Chào bạn gái bên kia. Cùng toàn thể mọi người. Em run quá.
Trí. Sinh năm Đinh Kim Trí. Đinh Kim Trí. Dạ đúng rồi. À, sinh năm 1984, 38 tuổi. Em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Ở quận mấy? Ở nhà em hộ khẩu thì ở Gò Vấp. Còn em thì làm việc ở quận 9 mà bây giờ là thành phố Thủ Đức. Trí làm gì Trí? Thì em hiện tại bây giờ thì làm hai công việc song song. Thì một là lái xe, tuổi nghề 20 năm. Hai là làm, em có nhận làm hỗ trợ các bạn giảm cân online. Giảm cân online hả? Dạ. À, xong là... Trí ơi, chút nữa mình gặp nhau đi nha. Tôi có nhu cầu giảm cân lắm ạ. À. Tôi đang tính nói bên đây nè. Tôi giờ cũng giảm cân nặng quá, khó chịu mà. Giảm hoài được, càng giảm nó càng lên, chứ sao? Một cái nóc nhà. Dạ. Đây, đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Chú. Dạ chú chào chương trình. Chào hai MC. Dạ. Dạ. Bây giờ chú có thể chia sẻ chút xíu về con dâu tương lai. Trước mắt đó thì chú thấy là đẹp được, nhưng mà cái chú thấy không quan trọng bằng chí nó thấy. Dạ. Dạ. Nhưng mà giờ bây giờ là chú có chuẩn bị cho con chú tới. Chú thấy là coi như là cái chương trình lớn như vậy mà tổ chức một cái cuộc hẹn hò này thì chú ở góc độ gia đình chú cũng muốn là cái cuộc hẹn hò đầu tiên này cũng là cái ước điểm cho những cái cuộc hẹn hò sau này của hai đứa, và trong quá trình tìm hiểu thì hai đứa sẽ tiến tới cái kết quả hôn nhân. Chú rất muốn là vậy, bằng chứng là coi như cho tới bây giờ nó chưa có gì hết đó, thành ra chú rất mong muốn, chú rất mong muốn. Dạ, rồi, cảm ơn. Xin cảm ơn. Dạ, em đi với bạn đồng nghiệp ạ. Đồng nghiệp. Dạ. Rồi, xin chào nhà gái. Dạ, em chào chị Ngọc Lan và chú Nguyễn Linh. Thì em là bạn đồng nghiệp của chị Sâm. Thì theo em cảm nhận về cái anh bên này á, thì em thấy về ngoại hình á, thì ảnh khá là ok. Về tính cách thì em thấy là ảnh cũng khá là nghị lực và kiên trì. Và em thấy là chị của em á, có lẽ là với sự tự ti á, cách đây khoảng 6 năm rất tự ti vì cái trọng lượng của em nó tới 170 kg. Trời đất ơi, vậy em đi đâu nổi chứ. Dạ đúng rồi. Thì cái đó nó là cái cơ duyên để em làm cái công việc hiện tại thứ hai giờ. Dạ. Mà sao mà em nghị lực em hay quá, anh giảm có 10 ký mà cảm hoài nó cứ lên hoài luôn, không có nghị lực nào để em giảm tới quá trời ký. Giờ em còn nhiêu? Giờ em còn 97. Nghị lực nào cho anh biết coi, anh cũng tìm cách giảm thôi, cũng chục 20 ký thôi. Không có hoàn cảnh đó không? Ok. Đấy, cũng tương lai mình mở ra mình hoạch định trước rồi đó. Dạ. Bây giờ hai bạn tính tới chuyện con cái. Đúng đi. Đúng rồi. Nhưng mà dù đó được không? Được. Thử chưa? Em không có thử, tự tính. Đó. Tại vì bây giờ những cái gì mà người đàn ông làm bình thường được, em làm được. Giờ không có thử không? Cũng dám không thử đâu. Được phải không? Được. Đảm bảo dạ. Cái tôi con là được không? Dạ được. Chắc ha. Hai bà cười quá trời. Đang trời cháu nội. Bà cũng đang trông. Giờ nó qua chuyện từ con cái là hai người trao đổi nhau, trai hay gái. À. Thử xem. Thì thôi, nếu mà được thì một thôi em nè. Nếu mà được. Anh thích con trai hay con gái? Con gái. Em cũng vậy, em thích con gái. Hai đứa con gái còn tốt. đồng chung chí hướng rồi nè. Giờ về lấy nhau về ai quản lý về mặt tiền bạc? Thì đương nhiên vợ mình đó. Tại ba mình đi đầu mà. Ba mình làm nhiều quá rồi. Tốt hai. Thì mình tốt mấy? Anh em khá đặc biệt. Thì sao? Thì em trải qua mỗi cuộc hôn nhân đổ vợ. Giờ rồi. Dạ, em đã bao nhiêu năm thì đổ vào? 4 năm. Dạ.
thì sống được với nhau 4 năm. Có con chưa? Dạ chưa. Ừ. Dạ chưa. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Trong 70 ký đúng không em? Dạ đúng rồi. Em gần như là bị tật nguyền chủ quan vậy đó. Hả? Tật nguyền gì? Chủ quan. Là cũng giống như là tật nguyền là không làm được những việc của một người đàn ông bình thường làm. Và chủ quan đó là gì? Là ăn nhiều quá. Ăn quá nhiều. Đó là sự thật. Ăn quá nhiều. Dạ. Rồi sao vợ bỏ? Thì bây giờ một người đàn ông thì anh à, thí dụ vậy á, đó, đó là mở ra một cái con đường mà mình có thể cảm nhận được. Dạ. Bây giờ mình khoa nói là mình như thế nào cả. Tất cả thấy mở hết bàn cho nhau thấy. Để mình cảm nhận nhanh nhất có thể. Đúng không? Em ở đang ở nhà với ai? Dạ em ở nhà của chị gái em ạ. À, chị gái? Dạ. Rồi. Ở Bình Dương đúng không? Bình Dương. Bây giờ lấy chồng theo về chồng cũng được đúng không? Dạ được. Ừ. Và kẹt lắm mình mua nhà ở Bình Dương ở làm chị gái cũng được đúng không? Dạ. Nếu ông chạy về đây ghê ghét này, gọi dắt ông già. Chạy về kia có bà chị vợ. Dạ. Có vợ nữa. Ở đâu cũng được hết á. Đúng không? Dạ được. Đức Bình Dương giờ thật ra nếu mà hai chồng ngưng hết nhà mua cũng đơn giản, không khó đâu. Dạ. Với luôn qua em ấy. Dạ. Đó. Với Bình Dương bây giờ phát triển mà. Trời, Bình Dương chuẩn bị lên thành phố tỉnh trụ trung ương. Khá rồi nha. Thậm chí giờ hai chồng làm được, mua lại cái xe tải của mình được đi. Cái xe tải của em hả? Của gì hả? Dạ. Chị mua làm gì nữa? Trời ơi, khó. Tưởng đâu là lái thuê xe tải của mình luôn. Lái đầu cũng được. Cũng được. Dạ đúng rồi. Bình Dương cũng nghiệp quá trời. Đúng rồi. Thậm chí giờ không cần lái dai về chở đi chơi thôi. Bậy nha. Cái này cản nha. Tốn xăng tốn dầu mà nó không ra tiền nữa. Tự nhiên đi chơi bằng xe tải nó cũng kỳ ha. Ừ. Thôi để nước dầu đi. Nước dầu ờ cũng hay à. Ờ nước dầu xe tải. Đầu làm lơ cho. Dê dê dê. Nó giảm dạ, bớt vậy đúng rồi. Đi thẩm mỹ mình cắt da như sao? Da mặt anh có cắt không? Dạ không. Không. Thì sao mặt đó? Mặt lên da mà. Rớt chằm bị chú ví rồi chắc mặt bự lắm á. Tất cả những cái hình ảnh đó thì... Dạ, xin mời quý vị xem lại hình ảnh của anh Trí vào cái thời điểm 170 ký à. Tăng tăng. Dạ, không chừng sẽ làm điều đó ạ. À. Mất khoảng tổng các đợt siết xả dữ thì khoảng 2 năm. Dạ, xả dữ đó. Siết xả dữ là sao? Là tức là nó không liên tục á. Thì cơ thể mình chịu không nổi đâu. Ví dụ như mình siết nó xong rồi mình xả ra. Thì cho nó thuận lợi công việc. Và nếu cần thiết thì mua nhà thì cũng có thể là bình thường. Được không? Được, em đảm bảo được. Em tự tin. Dạ. Mua nhà được là được. Yeah. Vậy thì thật ra nếu mà hai vợ chồng mình nói bà già cũng được à, cũng không sao. Dạ không sao. Dạ. Mình có con cái thì nhờ ông bà giữ. Ông bà giữ cũng được. Dạ. Rồi hai chồng ráng ráng mua cái nhà riêng. Dạ. À, không ở cho thuê lấy tiền. Dạ. Nói thí dụ vậy à, với cái nghề mà xe tải cao. Lương cao những chương trình. Tôi biết mà tôi lái xe tôi biết. Bằng FC dữ quá, thấy không? Anh đừng có lo. Yeah. Lương văn phòng với em hai người cộng lại khá à. Mua đất đâu thành phố cũng lâu lâu đến mua Bình Dương. Nó cũng là một phần an kiêng. Nhưng mà dịch an thì nó cũng phải là dịch an. Thì giữa các lần đó thì mình phải xả ra bớt. Chứ không thôi cơ thể chịu không nổi thiếu chất. Thì bên nữ thì cũng có một cô là cổ tượng 170 ký mà cổ giảm xuống còn có
không bản lĩnh đàn ông không có, mình phải xuống cân để có bản lĩnh đàn ông, đúng không? Hay quá. Anh chị thể hiện đó là ủng hộ của em dành cho anh nha. Mình là những người đàn ông đang có bản lĩnh đàn ông thì cố gắng giữ lên bản lĩnh đó, đừng để mất bản lĩnh đàn ông. Tôi từ từ mất rồi đó. Để giảm thôi. Qua một nhà gái rồi sao? Dạ, em chào anh. Nhà gái. Dạ. Chị Hương. Bây giờ nghe nhiều được của anh giảm cân chưa? Đó. Dạ. Là giảm cân để có tình yêu. Dạ. À, chủ yếu là gì vậy? Anh có những cái sự kiên định của anh ấy. Dạ. À, em ưu điểm, khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em thì năng động, vui vẻ, rất là hài hước và luôn có suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống. Tốt. Dạ. Luôn luôn suy nghĩ tích cực. Dạ. Luôn luôn đem đến tích cực cho mọi người. Dạ. Vậy là tốt lắm. Dạ. À, em có thích người bự 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 không? Dạ thích. Dạ. Đường tình duyên mình sao rồi? À, em có hai mối tình đơn phương với một mối tình chính thức, nhưng mà nó cũng không kéo dài lâu quá. Bao lâu? Dạ, mối tình chính thức thì chẳng gần một năm. Còn mấy mối kia chắc không chính thức chứ nó. Dạ đúng rồi. Nó nhanh lắm đúng không? Dạ đơn phương. Như một cơn gió thoảng đúng không? Dạ đúng rồi. À, nãy giờ nghe Trí bên kia đó, anh nói có gia đình rồi 4 năm. Rồi đâu ai biết, tôi nói vậy mà điểm Trí vào đầu vào chứ. Con gái nhà người ta. Giao trời. Đi chơi xong rồi về giao cho ba mẹ. Ờ vậy thì được. Đi giao cho ai? Để giao bán qua bên kia. Không làm. Có nhiều người bắt cóc giao bên kia rồi lại giao về nhà chở đi chơi, cứ chở hàng sẵn ké người ngồi trên không, vừa chở người yêu vừa chở hàng luôn, xong rồi cái giao thì cho gia đình luôn. Hợp lý em. Hợp lý. Còn nếu em thích em sợ anh, em leo xe ngồi ngay cabin luôn. Cứ ảnh giao hàng, em kiểm hàng. Được không? Được quá. Dạ. Theo anh là vậy đó. Dạ, chắc cũng để suy nghĩ. Suy nghĩ về em. Suy nghĩ. Hai người tiếp tục đi. Rồi, anh có muốn hỏi gì về em không? Thì đa phần những câu hỏi của anh thì nó thuộc phạm trù cảm nhận. Thì nó không phải là câu trả lời có hoặc không. Dạ. Thì anh cần thời gian cảm nhận. Dạ, sở thích của anh là cái gì ạ? Sở thích của anh thì chắc có lẽ là ăn kiêng. Ừ. Và ăn uống heo thì đúng rồi. Tập thể dục. Đúng rồi. Dạ. Tại vì nó đã duy trì hơn 4 năm rồi. Dạ. Quen hả? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Nó quen rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì là anh phải ăn theo chế độ riêng của dạ, anh. Dạ đúng, đúng. Dạ đúng. Rồi lỡ như cưới em về là ăn theo chế độ của anh luôn. À, tại vì em nghĩ thì vấn đề đấy cũng không có quá có vấn đề gì hết, anh thấy cũng bình thường. Nói chung là quan trọng là cái cách sống của người đó như thế nào và cái ý chí của người đó như thế nào trong cuộc sống, cách đối nhân xử thế. Ý chí có là được theo. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ mình giảm cân thành công rồi, mình mong muốn cái người bạn gái mình như thế nào? Thì em đã từng là người bị kỳ thị về ngoại hình, thì em về ngoại hình thì tất cả những cơ sở vật chất bên kia đều được tôn vinh, em không quan trọng về ngoại hình. Nhưng mà đã thực ra mình nói cái câu kỳ thị thì cũng không sao đâu. Dạ. Đã. Tôi xin thông báo là họ có rất nhiều là tôi sau một tuần bấm nút họ đang. Vậy cho em hỏi là cái công việc của anh đó, giờ giấc mình nó có ổn định không ạ? Hay là nó phải đi sớm về khuya nhiều ạ? Thì hàng của mặt hàng của mình giao thì nằm trong cảng các lái. Và khách hàng là những công ty và họ nhận hàng giờ hành chánh thôi. Thì trước 5 giờ là mình phải giao hàng xong. Và mình đánh xe về để mình nghỉ. Dạ. Tại vì thực sự là em lúc đầu là em cũng nói là cái ngành nghề thì thực ra ngành nghề nào nó cũng là tốt hết, không có cái ngành nghề nào mà nó xấu. Nhưng mà em thì tại vì nếu mà làm trong tương lai của em mà làm nghề tài xế thì em cũng thích, em thích một người giống như anh. Đó là người đàn ông của gia đình, em thích người đàn ông của gia đình. Anh bắt đầu mọc rồi đấy nha. Giống anh ha. Dạ. Thì là anh sẽ không mọc nữa. Bên kia phụ anh
được không anh? Bây giờ giảm ký giảm hoài không được, nó chỉ có lớn thôi. Càng giảm càng lớn. Càng giảm được từ 10 ký bữa nay giảm 3 tháng trời, lên 12 ký. Ba ngày tôi không ăn, hút cháo thôi. Ngày thứ tư còn ba con gà luôn. Đau lòng, thiết và đau lòng luôn. Thôi bây giờ, trước hết mình sẽ đi được như Nhân Ký ha. Đúng rồi, cầm riêng thôi. Bây giờ thì... Mình hỏi người thân đi. Đúng rồi, có ý kiến dạ. Anh đi đi ai? Dạ, hôm nay thì em có đi với cái bé này là bạn em gái hỗ trợ em trong cái công việc hiện tại của tập đoàn đất mới. Và có một em kia là em rể của em, là chồng của em gái của em. Và hôm nay thì em có mời được top 1 quyền lực, top 2, top 1 đang coi TV nhà, top 2 quyền lực trong gia đình là bố em. Sau khi mà trải qua mối tình một năm á, thì em thấy là chị chỉ cần một người kiên trì thì chị sẽ cái mối tình nó sẽ kéo dài và sẽ đâm hoa kết trái. Yeah.